như chúng ta có thể thấy được là một cái mẫu xe 7 chỗ chạy trong gia đình và với cái mức giá chỉ 140 triệu đồng mà thôi. Đây chính là một mẫu xe mà em muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Đó chính là một mẫu xe Mitsubishi Jonny sản xuất 2003. Và đây là một chiếc xe bản đủ. Nó là bản, cái dòng Mitsubishi này nó rất là phức tạp về đời xe và cũng coi như là rất là phức tạp về những cái phiên bản của nó. Thì nếu mà để mà phân biệt được những cái chi tiết từ lịch sử của chiếc xe này mà trở lên thì nó rất là dài, cái thời gian xem rất là dài. Thì em sẽ ngắn gọn mà em sẽ tóm tắt lại để em sẽ có thể quay video clip để cho anh em có thể nhìn qua được cái mẫu xe trước màn hình của chúng ta. Đây là một mẫu xe sản xuất 2003 với bản đủ, đèn cụp, nốt treo. Và đây chính là một bản xe mà có thể nói bản đủ, nó giống như Innova. Mà nó đây là một dòng xe bản đủ, chính vế là cũng rất là ít những cái chiếc xe mà chạy taxi đối với bản đủ này. Và chỉ có những chiếc xe bản thiếu thì đến 99% là chiếc xe đó nó đã từng chạy qua taxi rồi. Thì để về giới thiệu qua thì dòng Jonny này là một dòng xe mà với động cơ là 2.0 và máy của nó là hoàn toàn sử dụng một động cơ 4 máy. Và chính vì thế là dòng xe này nó có một cái sức mạnh là cực kỳ là mạnh mẽ khi mà anh em mà có thể đi trong cái khu con đường mà nó xấu nhất có thể mà đi trong khu vực mà rừng núi thì nó thực sự là đây là một dòng xe cực kỳ là hữu dụng. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được thì dòng Mitsubishi Jonny thì đời 2003 cho đến nay thì thực chất là nó cũng rất là sâu rồi. Chính vì thế thì cái phần đầu xe thì các bác có thể nhìn được nó cũng chả có gì, nó cũng nổi bật nhiều quá. Nó có nhiều cái điểm nhấn, nó hình vuông, nó liên kết lại với nhau, nó tạo thành những chiếc xe nó nhìn qua thì thấy mạnh mẽ. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người người ta đánh giá là đây là một chiếc xe mà form dáng nó không đẹp. Nhưng bản thân tôi là tôi nhìn thấy với tầm tiền như vậy thì đây là một chiếc xe cũng khá là đẹp. Thì về phần ngoại thất của chiếc xe thì các bác có thể nhìn thấy được là chiếc xe nó cũng khá là nhiều những cái chỉ và những cái đường vân. Nó tạo cho chiếc xe nó gọn gàng và nó cũng có nhiều cái điểm để nó trang trí chiếc xe nó đẹp hơn. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là phần ốp về phần cánh cửa này nó hoàn toàn là bằng nhựa. Và xe dòng Jonny này thì là một dòng xe này có thể nói là cái dòng tôn của nó là cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ là bền bỉ. Nó đơn giản như một chiếc xe sản xuất từ năm 2003 cho đến nay thì em đã kiểm tra được hết về phần hệ thống gầm và hệ thống thân vỏ của chiếc xe. Thì nó hoàn toàn nó không có hiện tượng gì gọi là hiện tượng mục mọt cả. Chính vì vậy thì em kết luận một điều là cái mẫu xe này là một cái mẫu xe mà cái thân vỏ của nó thì cực kỳ tốt. Và đặc biệt hơn nữa là chính chiếc xe này là cũng là một cái chiếc xe mà từ trước tới giờ mới mua được một con xe nó đẹp như thế này. Nó đẹp bởi vì sao? Sơn zin còn đến 80 cho đến 85% trên mẫu xe này. Chính vì thế là chúng ta có thể biết được là cái mẫu xe nó còn chất lượng hay không, chủ xe nó giữ hay không. Thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần đít của chiếc xe thì có thể nhìn rõ hơn. Thì về phần đít xe của chiếc xe thì chúng ta có thể nhìn thấy được về phần tổng quát phần đít xe thì nó nhìn nó khá là đẹp. Mà có thể nói nó đẹp hơn phần đầu rất là nhiều. Bởi vì phần đằng sau đít nó có những cái đồ và nó thiết kế nó rất là ngăn nắp và nó có nhiều những cái nó thiết kế, nói chung là nhìn nó đẹp hơn phần đầu khá là nhiều. Nó đơn giản như về phần đuôi cá ở chiếc xe này thì chúng ta có thể nhìn thấy được nó khá là dài và nó tạo cho chiếc xe phần đít này nó không bị cộng. Và đặc biệt hơn nữa là mẫu xe Jonny 2003 này, đối với bản đủ như chiếc xe này thì phần lốp dự quơ chính là lốp dự phòng. Đấy, nó khác rất là nhiều so với bản thiếu. Bởi vì bản thiếu cái phần này nó ở tận trong gầm như dòng xe Innova mà thôi. Thì chiếc xe này chúng ta mở ra rất là nhẹ nhàng thôi thì chúng ta có thể nhìn thấy được bên trong của nó, nó treo cho mình một quả lốp. Mà quả lốp này nó cũng có thêm cho mình đó chính là bộ mâm hoàn toàn bằng mâm đúc nguyên bản. Thì bốn cái quả na răng ở trên bốn chiếc xe này thì nó hoàn toàn là bằng na răng đúc cả. Nó không phải là bản thiếu. Bản thiếu thì nó lại chỉ có là bộ na răng thường mà thôi. Thì về phần cốp xe chúng ta có thể nhìn thấy được chủ xe nó cũng đã độ lên được một bậc lên xuống để chúng ta có thể đứng lên. Chúng ta có thể đặt được cái đồ gì đó ở phần trên nóc. Thì cái phần trên nóc chúng ta có thể, em sẽ quay qua cho quý vị các bạn có thể nhìn thấy được cái lợi ích của cái phần dán nóc của trên chiếc xe này. Thì đối với phần cốp xe chúng ta có thể mở được rất là nhẹ nhàng thôi. Mở bên trong thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là nhìn rất là đẹp.
nếu mà đứng ở một cái góc cạnh nào đó mà chúng ta nhìn vào phần ngang của chiếc xe thì thực sự đây là một chiếc xe với tầm tiền 140 triệu nó cực kỳ đáng mua. Thì về phần nội thất thì tí nữa em sẽ quay sau. Thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ lướt qua một cái vòng thân vỏ của chiếc xe này để chúng ta có thể nhìn thấy được đây là một chiếc xe chất lượng hay không, thân vỏ nó đẹp như thế nào. Chúng ta sẽ xem qua video clip. Để kết thúc cho về phần thân vỏ của chiếc xe này thì em cũng nhấn mạnh luôn chiếc xe đã được độ lên một cái giá lóc rất là tiện nghi và rất là tiện lợi. Bởi vì khi chúng ta mà có thể đi trong đi rừng núi và chúng ta có thể đi được về quê ngoại hay hoặc là chúng ta về quê nội mà chúng ta muốn chở thêm những cái đồ đạc nó nồng cồng hoặc là những quà cáp gì đó mà chúng ta cầm ở quê lên thành phố chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể là đặt lên hết cái phần trên này. Nó đơn giản, cái phần nóc này nó chịu được tải rất là nặng. Chính vì thế nó cũng phải để được tầm khoảng 200 cân thì hoàn toàn là vẫn còn cực kỳ là thoải mái. Chính vì thế là cái bộ giàn nóc này nó cũng rất là ăn tiền trên cái mẫu xe Johnny 2003 này. Vào nội thất của mẫu xe Johnny 2003 này thì em cảm thấy khi mà em ngồi lên cái chiếc ghế lái của chiếc xe thì em cảm nhận được một điều, đó chính là một cái sự thoải mái, một cái sự rộng rãi của một dòng xe 7 chỗ. Thì đối với dòng xe này thì bô lăng của nó đã là bô lăng 4 chấu rồi. Và chiếc xe bản đủ nó cũng sẽ hệ thống, đó chính là gương thì hoàn toàn là bằng chỉnh điện. Thưa các bác, gương nó đã là chỉnh điện rồi, nó không phải là chỉnh cơ như giống những cái mẫu xe mà bản thiếu nữa. Và đồng thời trên phần vô lăng của nó, đối với bản đủ như thế này thì cái phần vô lăng của nó đã làm vô lăng 4 chấu, nhìn khá là mát mắt. Nó không giống như là cái dòng bản thiếu thì vô lăng của nó chỉ có một cái cục bé bé ở đây thôi, chỉ có hai chấu mà thôi. Thì về phần trên cái dòng xe Johnny này thì về tất cả các hệ thống của nó thì nó không có gì nhiều. Nói về phần điều hòa của chiếc xe thì hoàn toàn là điều hòa cơ và vẫn có đủ hai chiều cho các bác có thể đi được. Trong mùa hè chúng ta có thể bật máy lạnh và mùa đông chúng ta thì vặn sang bên này để chúng ta có thể chỉnh được cái nhiệt độ nóng trên chiếc xe này. Và hoàn toàn cơ cả, nó không có gì liên quan đến hệ thống điện. Chính vì thế là nó là một cái dòng xe nó chả có gì để hỏng cả, thưa các bác. Thì về phần tâm ni của chiếc xe thì có thể nói là 2003 cho đến nay thì ở phần trong phần tâm ni này thì trước kia của nó vẫn bằng nỉ, nhưng chủ xe đã bọc lại để tránh cái tình trạng coi như là bị hôi hám, bị coi như là mốc do cái thời tiết ẩm thấp ở Việt Nam chúng ta. Và chiếc xe cũng có bộ tổng nâng hạ kính ấy chứ, nó không phải là một cái bộ kính quay tay nữa rồi, rất là nhàn nhã, chỉ cần bấm lên bấm xuống rất là đơn giản thôi là kính nó đã lên, hoàn toàn đã lên rất là bình thường. Và về mặt đồng hồ của chiếc xe chúng ta có thể nhìn thấy được đây là một mẫu xe mà chạy tầm khoảng 18 vạn thôi. Cho đến nay thì nhìn con xe này thì em ngồi lên nó rất là nuột. Nếu ví dụ đây chúng ta có thể nhìn thấy được, đây là phần che nắng của chiếc xe. Chúng ta nhìn nó rất là mới, nó vẫn giữ nguyên là bằng nỉ cả. Nhìn nó rất là mới luôn. Hai phần này nhìn khá là mới. Và đồng thời các bác có thể nhìn thấy được nó chất hay không. Nhìn cái nắm cửa này các bác nhìn, cái nắm cửa, cái đường vân của nó và cái nhựa nó cũng khá là bền. Và trên cái dòng xe Johnny 2003 này thì nó cũng có trang bị cho mình một cái phần trên, phần tâm ni này chúng ta có thể để đồ. Và phần cốp của nó cũng khá là rộng để chúng ta có thể được khá là nhiều đồ bên trong. Và các bác có thể nhìn thấy cụ số cũng khá là mượt, nó không bị coi như là mòn hoặc là bóng trơ quá đi qua bao nhiêu năm sử. Và điều đặc biệt hơn nữa thì đối với dòng Johnny 2003 này thì ở về ngồi hàng ghế sau thì các bác có thể nhìn thấy được là phần trần của chiếc xe nó cũng có trang bị cho mình là một dàn điều hòa phía sau giống y như là một dòng xe dây
Mà đối với bản GL của dây thì nó sẽ có một cái dàn điều hòa nó cũng như thế này. Nó rất là mát khi mà mùa đông mà chúng ta muốn cái sự mát nhanh, khi chúng ta có thể ngồi nhiều người, chúng ta có thể bật ở phần sau này thì điều hòa nó sẽ bắt đầu là hoạt động, nó phả ra một không khí lạnh khá là ổn định. Thì đối với dòng con xe này vẫn đẹp, cho nên là nhìn cái phần nhựa xe, tất cả mọi thứ trên cái phần dàn điều hòa này có thể nhìn nó cực kỳ mới, có thể dùng từ mới luôn đi, vì nó không bị cũ, bởi vì đây là một chiếc xe hoàn toàn là không chạy dịch vụ, cho nên là nhìn nó khá là mới. Về phần cảm nhận ngồi, khi mà em ngồi được trên mẫu xe này thì ở phần sau các bác có thể nhìn thấy được nhãn thừa đến tầm khoảng 20 phân, rất là rộng và rất là thoải mái. Và đặc biệt hơn nữa là ở sau của nó cũng rất là rộng luôn, nó rộng như Innova đấy, chúng ta có thể chở 7-8 người hoàn toàn là vô tư, rất là rộng. Ngay bây giờ thì em sẽ quay cho các bác có thể nhìn thấy được về hàng ghế sau của nó để xem nó có rộng rãi hay không, để xem cái phần nhựa đằng sau của nó như thế nào. Thì đối với cái phần nhựa của trên mẫu xe này, chúng ta có thể nhìn đằng sau của nó sẽ là một cái tắp ni hoàn toàn bằng nỉ, rất là nguyên bản và rất là mới. Gần như chiếc xe này gần như là không có người nào ngồi ở sau từ 2003 cho đến nay, gần như là vậy. Cái phần nhựa của nó là cực kỳ đẹp luôn, các bác có thể nhìn thấy được nhựa nó còn rất là sáng, có thể nói là sáng choang luôn, rất là sáng cả về phần hai bên của cái chiếc xe này. Nó nhìn cực kỳ đẹp và cực kỳ mượt mà, phần nhựa còn rất là chắc chắn luôn. Về phần trần thì tất nhiên là không thể chê được, trần bọc ni lông và trần khá là mới, trần mới tinh luôn từ bên trong, các bác có thể nhìn thấy kỹ được, trần cực kỳ mới luôn. Thì về tổng thành chiếc xe như vậy là em kết luận một điều là mẫu xe này là một cái mẫu xe rộng rãi, thoải mái, mức giá cũng hợp lý, chỉ có 140 triệu thì chúng ta cũng có thể mua về sử dụng rất là tiện lợi. Thì đối với hàng ghế sau của chiếc xe này thì chúng ta cũng có thể ngồi được 3 người ngồi, một và người ngồi đây nữa sẽ là 3 người, mà sẽ có một cái cảm giác ngồi nó cũng rất là cao ráo, rất là rộng rãi và rất là thoải mái. Và khi chúng ta có thể nâng ghế lên đây, ví dụ như chúng ta có thể nâng ghế lên thì cái khoảng trống của nó thì em vẫn cảm thấy nó thừa tầm khoảng 20 phân y như hàng ghế trước vậy. Thì thực sự để mà nói, đây là một cái không gian của chiếc xe 7 chỗ Johnny khá là rộng rãi. Xin kết thúc video clip, thì em cũng tổng quát về ngắn gọn cái dòng xe Johnny 2003 này. Thì sẽ mong quý vị và các bạn xem được video clip này, thì xem được đến cuối, thì các bác hãy ủng hộ kênh của em bằng cách chúng ta sẽ đăng ký kênh ở cái góc màn hình bên tay phải, khi chúng ta nhìn vào màn TV và bên tay phải có nút màu đỏ ấy, thì chúng ta sẽ đăng ký kênh để được cập nhật những cái mẫu xe mà những cái clip mà em đăng lên mới nhất, thì các bác sẽ nhận được cái thông báo mà các bác có thể nhìn vào bên cái phần cái góc màn hình mà nó có cái quả chuông, sẽ có phần thông báo đấy, các bác có thể vào, chúng ta có thể xem được những cái mẫu xe mà em quay mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip lần sau.